Sau nhiều năm thực hiện thì mô hình này đã đạt được những hiệu quả như thế nào và còn điều gì cần phải thay đổi? Ô, nhưng mà nhìn chị lên đúng lên cái TV to này, nhìn đầu cũng to lắm. Trong chuyến thăm và làm việc, đây là cô ấy ở ngoài.